xin chào quý anh chị và các bạn, mình hùng bên vật tư phân nhân .com một công ty chuyên cung cấp các loại bạc đạn, dây cu ra, nhông xích. hôm nay hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn một cái loại hàng à, gọi là bạc đạn gấu đỡ mà hiện tại là phân nhân đang bán. sở dĩ là hôm nay là có một cái thông tin của một khách hàng à, à, người ta gọi điện thoại người ta hỏi à, thông qua cái clip mà khách hàng người ta mua nhưng mà người ta không biết diễn tả như thế nào về cái loại bạc đạn hay lỗ đây anh chị các bạn ông khách ông, ông gọi điện thoại ông hỏi hùng là anh hùng báo cho tôi cái bạc đạn hai lỗ sáu sáu hai bạc đạn hai lỗ hai à, sáu mình nói thật với anh chị các bạn nhận cái thông tin này mình chẳng bán được hàng đâu mình hỏi bạc đạn hai lỗ là bạc đạn như thế nào anh, anh? thì bạc đạn thường thường á, bạc đạn nó có một lỗ thôi cái là cái lỗ cốt nhưng mà ý là ông này ông chưa có biết cách để mà diễn tả được cái loại hàng ông mua mặc dù là cái nhu cầu của ông đã định hình cái bạc đạn hai lỗ à, thì mình mình không hiểu ổng nói là cái bạc đạn nó có hai lỗ bắt bu lông thì bạc đạn nếu mà để bắt bu lông á, thì nó có rất nhiều cái loại bạc đạn hai lỗ bắt bu lông cái ucfl nó cũng là cái bạc đạn hai lỗ này bắt bu lông này hai lỗ hai bên nên chị đây một lỗ đây một lỗ hai bên rồi cái bạc đạn ucb á, ucb nó cũng có hai lỗ bắt bu lông này đó anh chị các bạn xem đó, lỗ bên này với lỗ bên kia nó hai lỗ này đó hai lỗ bắt thì mình với với kinh nghiệm mà 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 mình xử lý hàng cho tư vấn cho khách đó, thì mình mới nói là anh ơi anh, anh anh, anh coi cái clip nào anh có thể gửi cho em cái 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 hình của cái bạc đạn hai lỗ đó em xem thì ra là ông khách này ông gửi ông chụp cái hình mà cái hàng của ổng đang đang sử dụng thì mình mới biết cái này là nó là FL anh chị các bạn FL cái bạc đạn này giống cái hột sò dẻ ừ. nó có hai lỗ này hai lỗ bắt bu lông hai bên này À cái này là bạc đạn gối đỡ nha, Hùng à, xin review cái bạc đạn này một tí để anh chị các bạn hiểu hiểu hơn về cái loại bạc đạn này công ty phân Nhân đang bán. Thì đây là một cái loại bạc đạn gối đỡ nè. À cái này là bạc đạn gối đỡ mà cái vỏ của nó, bạc đạn gối đỡ thì là loại bạc đạn mà nó có vỏ lẫng ruột à, Cái là bạc đạn này á thường thường á là nó xài ở băng chuyền, à, nó xài băng chuyền, nó có cái gối của nó có thể là cái gối của nó bằng gang, gang đúc á rồi có thể có gối bằng à, chất liệu bằng inox và có có thể là bằng à, bằng một cái loại uh, uh, ceramic khác nữa. Nên nó ra là cái cái gói này thì là nó chẳng qua là cái 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 vỏ bên ngoài thôi. Còn cái ở bên trong nó vận hành là nó có một cái ổ bi. Cái ổ bi đây anh chị các bạn, đây ổ bi bên trong nè. Cái ổ bi thì cái ổ bi này có thể lỗ côn hoặc lỗ thẳng. Lỗ côn á thì nó xài măng xong, xài thêm cái ống lốc nữa. Còn cái lỗ thẳng thì nó 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 xài trực tiếp qua bên cái 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 trục cốt. Khi cái trục cốt mình đút vô trong cái cái lỗ này nè trong cái lỗ lỗ cốt này thì chúng ta sẽ xiết cái con bu lon này lại này đó có con bu lon mình xiết lại thì cái trục cốt nó cái bậc đạn này nó quay với cái tốc độ bình thường nên thường thường dùng làm ở bắt cất băng chiền băng tải để tải hàng đó thì đầu chiền với cuối cuối chiền nó có một cái hệ thống băng tải thì cái băng tải đó thì nó sẽ có có, có những cái cái cái, cái bậc đạn gấu đỡ này phía dưới để nó chạy để nó làm cho cái băng chuyền nó chạy anh chị các bạn đó thì cái loại bạc đạn hai lỗ này nè, nó chính xác hơn đó là bạc đạn U uh, FL. FL thì là cái cái gối của nó FL. Còn bên trong á, bên trong cái 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 bạc đạn này nè, anh chị có thể xài là UC hoặc UK. Nếu anh chị các bạn xài UC thì nó là UCFL và UK thì nó sẽ là UKFL. Nếu mà anh chị các bạn xài UK thì có thể là mua cái UK để đút vô trong cái trục cốt á, thì nó buộc thế nó phải xài cái măng sông nữa. Cái măng sông là cái ống lốt nha. Bởi vì USA thì cái lỗ nó là lỗ côn, đó nó bị vát vát tí. À, cái vấn đề tại sao người ta xài UC và tại sao người ta xài UK thì cái đó hùng đã làm một cái clip review cho anh chị các bạn trước đây rồi, mình có giải thích là tại sao mà xài UC UK. Mấy anh chị các bạn vào trong cái kênh YouTube của mình á, cái kênh YouTube của mình công ty phân nhân đó. À để anh chị các bạn xem cái hùng giải thích cặn kẽ vấn đề uc và uk hiện tại cái cái loại hàng này nè nó là L bạc đạn hai lỗ nha bạc đạn hai lỗ này thì nó có quy cách hiện tại công ty phân nhân có quy cách từ l hai 203 ba hai nghìn ba hai nghìn bốn hai năm hai sáu hai bảy hai tám hai một và chúng tôi tới l ba hai mươi À, 320 anh chị và các bạn khi mà có nhu cầu mua cái hàng này anh chị các bạn cho chúng tôi biết thông tin là anh chị các bạn mua vỏ lẫn ruột là, vỏ lẫn ruột là cái, đây là cái vỏ này còn cái đây là đây là cái ruột vỏ lẫn ruột thì nó gộp là thành một bộ nhưng mà anh chị các bạn mua một bộ đó quy cách nó bao nhiêu ví dụ như là UCFL 210 hoặc là UCFL 211 thì chúng tôi sẽ biết và bán nguyên bộ cho anh chị nếu anh chị các bạn ghi mẫu cái FL thôi thì chúng tôi sẽ gọi điện thoại lại và chúng tôi sẽ hỏi rằng là anh chị các bạn mua vỏ thôi hay sao bởi vì cái vỏ là FL còn cái ruột nó sẽ là UC hoặc là UK anh chị các bạn lưu ý như vậy nha cho chúng tôi thông tin cụ thể bởi vì là là vỏ bán riêng vừa rục bán riêng cũng được hoặc là bán nguyên bộ cũng được đó là cái thông tin à, một số cái uc ucfl mà 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 nó nhỏ đó nó nhỏ như cái này thì thường thường một hộp của nó hai cái đó hàng asahi thì thường thường nó một hộp hai cái anh chị các bạn thì nói về hàng ac thì cái hàng này chất lượng rồi phân nhân bán hàng ac xịn nha anh chị các bạn cứ cứ, cứ cứ yêu cầu cụ thể và chúng tôi nói À, bán hàng xịn thì chúng tôi sẽ 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 báo hàng xịn cho anh chị các bạn còn thị trường thì nó tùm lum hàng đâm ra là mình cũng không có có khe mình không có khe cái vấn đề đó anh chị các bạn rất mong quý anh chị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886916 đây cũng là số zalo hoặc là anh chị các bạn cứ gửi tương tác qua qua quật quay web phật tư phan com á ở nơi đó có rất nhiều nhân viên của công ty Phan Nhân đang làm việc Anh chị các bạn cứ chọn một nhân viên và yêu cầu nhân viên đó báo giá cho anh chị ngay Đồng thời những cái hàng đó thì chúng tôi sẽ ship hàng trong ngày Mình chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe gặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc và cuộc sống Xin chào và hẹn gặp lại